chị thì rất thích đồ thức ăn chay, cho nên mở gian hàng chay để cho mọi người cùng ăn chay để trang giữ lòng tin. Thì qua đó chúng ta thấy được bao nhiêu cái bài ca, bài thơ làm ra để tặng cho ca sĩ Phi Nhung và Phật tử Pháp Danh Tịnh Bình, một cái pháp danh rất là hay thưa quý vị, như là một cái bình nước tâm đồ của Đức Quang Anh. Tại sau những cái năm tháng mà chúng tôi cùng gắn kết như vậy thì chị Cọ Nhật Từ có làm một cái bài hát về Phật giáo hơn 100 bài để cho chị Phi Nhung hát, như vậy là hơn 20 bài. Và các quý chị đã ra đi mà cái chương trình nó còn dở dang, nên chúng tôi cùng với chị là công ban một số MC để mà làm cái nhà Phật giáo. Thì cái gì nó cũng có cái số mệnh của nó. Cái gì là trong đạo Phật nói rằng là chúng ta không phải đang sống mà là đang người sống, là để đang cố gắng chúng ta trong cùng mà yêu thương nhau, trợ lực cho nhau. Thì ai những cái lực của chị Phi Nhung đó là một cái động lực để cho chúng ta đến gần hơn, cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ cho nhau. Trong điện thoại của chúng tôi cũng nghe tin nhắn Facebook nhiều cái tin nhắn rồi là video rồi hình ảnh chúng tôi cũng vẫn còn giữ mãi. Đó cũng là một cái hành trang để cho chúng tôi tiếp tục có một cái nghị lực phát triển các quy về cái học sự của mình tại đất nước Nhật Bản, và có một cái chuyến từ thiện ở Gia Lai, ở quê nhà Nhật Bản mà chưa thực hiện được. Bởi vì vừa đổi dịch cho nên là tôi và cũng như chị chưa thực hiện được chuyến từ thiện đó. Hy vọng rằng dịch ổn chúng tôi về, chúng tôi sẽ đi về Gia Lai, về Ayumba, nơi sư thường để làm chuyến từ thiện mang tên ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Để cuối cùng mời tất cả Phật tử của chúng ta chắp tay ngay ngắn thì chúng ta hướng tới di ảnh và tới bài vở của chị, để chúng ta niệm Phật 15 danh hiệu của Đức A Di Đà, cầu nguyện Đức Phật và A Di Đà từ tam thánh Tây Phương phóng quang tiếp trị cho cô Phật tử Phạm Phi Nhung, sớm được thể siêu sanh tịnh độ. Không biết gì không, mong Phi Nhung sớm về cõi Phật, đừng phải tranh giành những cái nụ cười tươi của tâm trí, cũng đừng phải tranh giành cô đẹp thì cô mặc đồ đẹp không thôi. Thật là cái mình kỷ niệm rất là đẹp cho người đẹp. Hương linh Phạm Phi Nhung ơi, tự sanh lại phải ra đi, đi mãi những ai đã đến nhà, xuống lên ba đường cùng sâu, nếu muốn ra phải niệm câu Di Đà.